chào các anh chị. Có nhiều người nói rằng là công việc này khó quá. Thì anh muốn hỏi về các anh chị nhé. Có cái công việc nào đó mà các anh chị kiếm tiền mà nó dễ không? Và đặc biệt là kiếm nhiều tiền mà nó dễ không? Nếu mà các anh chị có, các anh chị làm ơn liên lạc với anh nhé. Tại anh cũng muốn làm cái công việc nào mà vừa dễ mà vừa kiếm nhiều tiền. Mà sự thực thì các anh chị biết đó, cái công việc nào mà dễ đó thì ai cũng làm. Và nếu mà công việc nào ai cũng làm đó, thì không có tiền. Thành ra là cái vấn đề bây giờ không phải là công việc nào dễ hay khó đó các anh chị. Khi mà các anh chị mới bắt đầu một cái công việc nào đó thì thường thường nó sẽ khó. Tại sao các anh chị? Tại vì tư duy mình chưa có, kiến thức mình chưa đủ và kỹ năng mình chưa có thông, thì nó phải khó thôi. Các anh chị nghĩ là những cái công việc mình đã làm trong quá khứ đi ha. Có cái công việc nào mà các anh chị bắt đầu mới làm mà nó dễ không? Hay là tất cả mọi công việc nó mới làm nó đều khó? Cái gì nó mới nó cũng khó cả. Thế nên là khi mà các anh chị gặp khó đó thì chúng ta biết rằng là tại vì nó mới đối với mình, chúng ta chưa có học đủ thôi. Thì nếu mà chúng ta cho mình cái thời gian chịu khó đi học theo cái hệ thống, theo những người bảo trợ, theo những người giúp đỡ mình đó, thì các anh chị có cái cơ hội để mà thay đổi cái tư duy, thay đổi kiến thức và rèn luyện cái kỹ năng của mình, thì chúng ta mới có cái cơ hội thành công được. Còn bây giờ với cái kiến thức, với cái tư duy, với cái kỹ năng của chúng ta bây giờ thì chắc chắn là mọi thứ nó sẽ phải khó. Nhưng mà càng ngày nó càng dễ hơn. Không phải là việc nó dễ hơn, nhưng mà càng ngày các anh chị biết được cái cách xử lý để mà càng ngày chúng ta có thể làm được công việc này một cách thành công. Ví dụ nha, các anh chị là một người thủy thủ giỏi, nhưng mà nếu các anh chị không có ra ngoài biển cả là chúng ta không bao giờ thành một người thủy thủ giỏi được. Nên là trong cái công việc này đó, cái khó khăn là những cái thử thách để các anh chị vượt qua, để rồi mỗi ngày đó các anh chị có thể phát triển hơn, để các anh chị có thể thành công hơn nữa. Nên là những người thành công của New Skin là những người dám vượt khó, chứ không phải là những người mà trốn tránh những cái sự khó các anh chị ha. Nên là để thành công thì anh hy vọng các anh chị có đủ can đảm để đối đầu với những cái sự khó khăn, để rồi sau đó các anh chị có thể thành công được đối với New Skin. Chúc các anh chị thành công.